Chương trình ưu đãi đặc biệt khi các mua một đỉnh đồng với công nghệ mới nhất hiện nay, em sẽ tặng cho các bác một lọ hoa bằng đồng luôn các bác nhá. Và mẫu lọ hoa cúc này chất liệu được làm bằng đồng các bác nhá. Và khi các bác cắm hoa tươi trên không gian thờ tự này, nó sẽ giúp cho thời gian cắm hoa được lâu hơn và đặc biệt sẽ không gây ảnh hưởng đến mùi hôi trên không gian thờ đâu các bác ạ. Và đây chính là món quà mà bên em sẽ tặng cho các bác khi các bác mua bộ đỉnh đồng 60cm cho các bác, gồm 5 món nhá. Một đỉnh đồng cao 60, đôi hạc thờ cao 60cm luôn, và đôi chân nến này nó sẽ cao cho các bác là 45cm đấy ạ. Đồng này nó sẽ được làm theo công nghệ làm màu mới nhất hiện nay, đó chính là phủ bóng nano vàng các bác nhá, nên sẽ giúp cho cái bộ đỉnh đồng này nó trở nên vàng sáng cực kỳ đặc biệt cho không gian thờ tự nhà mình đấy ạ. Đầu tiên là về phần đỉnh đồng song long các bác nhá. Đỉnh đồng này thì em làm bằng chất liệu đồng vàng này và được phủ bóng công nghệ mới nhất, đó là phủ bóng vàng nano các bác nhá. Các bác thể nhìn thấy cho em đây là đôi song long này, và trên cái phần nắp đỉnh đồng sẽ là nghe ôm cầu các bác nhá. Đây là nghe ôm cầu này. Nghe ôm cầu đấy ạ. Và toàn bộ từ màu, từ nghe cho tới toàn bộ cái bộ đỉnh đồng này thì đều đã được phủ bóng công nghệ rồi. Nên các bác có thể nhìn thấy cái độ vàng sáng nó cực kỳ nổi bật này. Đây chính là phần nghe ôm cầu trên phần nắp đỉnh. Xuống dưới một chút tới phần eo đỉnh đồng các bác để ý cho em nhé. Ba chữ phúc lộc thọ bằng chữ nôm và được cày nổi trong phần từng ô chuyện gấm như thế này. Đây sẽ là ba chữ phúc lộc thọ bằng chữ nôm này. Chữ Việt bên em vẫn có đầy đủ cho các bác nhé. Đây là chữ nôm, đây là chữ nôm. Và ba chữ này cũng đều được phủ nano vàng cho các bác rồi, rất là sáng. Và điểm đặc biệt nhất mà em muốn giới thiệu tới các bác đó chính là đôi song long đang trầu nguyệt này. Các bác để cho em đôi song long nhá. Đôi song long này thì em làm liền nguyên khối toàn bộ vào phần bụng đỉnh đồng, nên nó sẽ có cái cảm giác cho các bác là vô cùng chắc chắn và uy nghiêm cho cái phần bụng đỉnh đồng này, toàn bộ nhé. Từ đầu này, thân này, cho tới phần cuối cùng của cái họa tiết song long này, đôi song long đều được làm liền nguyên khối 100%, không có bất kỳ một cái mối hàn nào cho cái phần song long này đâu các bác ạ. Xuống dưới một chút nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy ba chân quỳ tam lân này. Ba chân quỳ tam lân này thì mỗi chân sẽ tương ứng với một đầu lân luôn các bác nhé. Toàn bộ cái đỉnh đồng này đều được làm bằng cái công nghệ phủ bóng mới nhất, nên nó sẽ có một cái màu vàng cực sáng, bóng. Thậm chí là các bác còn có thể nhìn thấy bóng của em trong đây, tại vì nó sáng vô cùng sáng như soi gương được luôn đấy các bác ạ. Tiếp theo trong bộ đỉnh đồng này đó chính là đôi hạc thờ các bác này. Từ miệng hạc này thì đang ngậm sen nhá, và hạc đang ngự lưng quy, tức là đứng trên lưng rùa. Các bác phải nhìn thấy là miệng hạc đang ngậm sen này. Đây là miệng hạc đang ngậm sen nhá. Sau lưng hạc sẽ có cho các bác là lá sen, nhụy sen và đài sen như thế này luôn. Đây các bác nhìn thấy cho em nhé. Toàn bộ đều được phủ bằng cái màu vàng nano này, nên là nó sẽ rất là sáng cho các bác luôn. Hạc thì đang ngự lưng quy như thế này đấy, tức là đứng trên lưng rùa đấy ạ. Và thêm một cái điều đặc biệt mà em muốn nhấn mạnh cho các bác trong cái mẫu hạc thờ này, thì các bác để ý cho em về phần mắt hạc này. Mắt hạc thợ nhà em đi rất là sâu vào từng cái họa tiết của phần mắt hạc, nó tạo nên được cái điểm nhấn có hồn cho cái bộ đỉnh thờ của mình rất là nhiều các bác nhá. Và cuối cùng trong bộ đỉnh thờ này sẽ là đôi chân nến đấy các bác ạ. Đôi chân nến này thì em có làm đầy đủ hoa văn cho các bác, từ cổ nến cho tới đĩa nến, và cuối cùng là đề nến vẫn sẽ có đầy đủ hoa văn cho các bác. Cổ nến thì em đang cày nổi chữ vạn này ở cổ nến nhá. Đây là cổ nến, nó có hoa văn cho các bác luôn, và vẫn sẽ được phủ bóng vàng nano như này cho các bác. Và các bác thể nhìn thấy cho em này, đĩa nến này là rồng và phượng được cày nổi ngay trên cái phần đĩa nến cho các bác luôn. Đây là rồng và phượng nhá. Toàn là những cái linh vật đứng đầu trong bộ tứ linh thì đều được cày trên cái bộ sản phẩm này. Và cuối cùng là phần đế nến, các bác để ý cho em này. Bốn tứ linh, long, ly, quy và phụng thì đều được cày ở trong cái phần đế của cái chân nến này luôn các bác nhá. Bốn tứ linh hội tụ ngay dưới phần chân nến như thế này. Và đây sẽ là mẫu có hoa văn đấy. Còn nếu mà các bác không thích hoa văn, chúng ta thích trơn, thì bên em vẫn sẽ có đầy đủ cho các bác nhá. Và đây chính là bộ đỉnh đồng cao 60 và gồm cho các bác là 5 món này, với công nghệ được làm mới nhất màu của hiện nay, đó là phủ bóng nano vàng, giúp cho bộ đỉnh đồng của chúng ta không chỉ ấm cúng mà nó lại còn bền đẹp sáng theo thời gian rất là lâu đấy ạ. Và năm biết bác đầu tiên khi chúng ta lựa chọn bộ đỉnh đồng với công nghệ làm màu phủ bóng mới nhất hiện nay, bên em sẽ tặng cho các bác một lọ hoa với cùng chất liệu và cùng công nghệ phủ bóng như thế này luôn các bác nhá. Và nếu các bác đã ưng ý em nói rồi và quan tâm, chúng ta có thể liên hệ với em qua số hotline và Zalo em có gắn ngay trên màn hình của video luôn, nên là các bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại.
mắt trong những video tiếp theo của em.